Như tin chúng tôi đã đưa, 19 giờ tối qua cùng với cả nước, các quận huyện trong thành phố đồng loạt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, ghi nhận của phóng viên thời sự về hoạt động này tại một số tổ liên gia tiêu biểu. 19 giờ tại các nhà thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy chợ 586 trên đường Bùi Quang Trinh, khu vực Thạnh Thới, phường Phú Thứ, quận Cái Răng phát cháy ở tầng dưới. Lúc bấy giờ, mọi người trong nhà đã đóng cửa và lên lầu nên không hề chập điện gây cháy. Nhà cạnh bên phát hiện hô to báo cháy và đánh kẽn kết hợp bấm chuông báo động cho các thành viên trong tổ liên gia. Nhận được tin, các hộ dân lân cận sử dụng các bình chữa cháy và dụng cụ phá cửa, cắt điện đến hỗ trợ ứng cứu. Chỉ trong 5 phút, các thành viên trong tổ tiếp cận được đám cháy, triển khai chữa cháy ban đầu, kết hợp cứu người và di chuyển tài sản. Sau buổi thực tập cái tổ liên gia thì em rút ra được nhiều cái kinh nghiệm thứ em được học hỏi được, thí dụ em tiếp cái đội chữa cháy, em bấm chuông báo động mà trước hết là gọi 114 để báo cháy, học được cách được mở cửa và học hỏi được những anh chữa cháy. Cùng thời điểm này, tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tiêu biểu thuộc các quận huyện trong thành phố cũng đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại chỗ. Có 3 tình huống cháy được các tổ đề ra, đó là cháy nhà do chập điện, cháy nhà do bất cẩn khi đun nấu và cháy nhà do sử dụng nhiên liệu ga, xăng dầu bất cẩn. Thời gian thực hiện cho mỗi tình huống là từ 10 tới 15 phút. Mỗi phương án thực tập có từ 10 đến 15 người dân trong tổ tham gia. Với bình chữa cháy và dụng cụ cắt phá được trang bị, khi có cháy, mọi người trong tổ đều tham gia tích cực trong việc dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo nên việc triển khai và tổ chức phân công các thành viên trong tổ tham gia thực tập đều đạt kết quả cao, không để xảy ra sự cố nào ảnh hưởng đến các lực lượng tham gia. Nghĩ là giúp cho người dân, các thành viên trong tổ liên gia chủ động hơn trong công tác phòng cháy chữa cháy, kịp thời xử lý khi có cháy nổ xảy ra, ngăn chặn cái trường hợp cháy lan, cháy lớn và giảm thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất. Sự đoàn kết, thống nhất trong cái tổ liên gia khi mà cháy xảy ra thì có được cái nhiệm vụ của từng người sẽ làm cái gì. Trong đó đặc biệt cái đầu tiên là phải bình tĩnh và cái tính mạng con người là trên hết. Đối với phường thì xem cái mô hình tổ liên gia này là một cái mô hình là thiết thực. Hôm nay diễn tập là để nâng lên cái hiệu quả hoạt động của tổ liên gia trong cái công tác là chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Và từ cái hiệu quả của mô hình tổ liên gia 586 thì Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục nhân rộng phát triển mô hình này. Thành phố Cần Thơ hiện có 600 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 900 điểm chữa cháy công cộng đáp ứng được các tiêu chuẩn của Bộ Công an. Việc tổ chức thực tập đồng loạt phương án chữa cháy từ các tổ liên gia không những rèn luyện kỹ năng tham gia chữa cháy của các thành viên trong tổ mà còn phát huy tinh thần 4 tại chỗ. Sự đoàn kết trong chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các hộ dân trong khu dân cư.